Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin review cho mọi người xem hình ảnh của tấm inox 310S dày 25 nha mọi người, 25mm á. Đây là số đo thực tế này mọi người. Hôm nay thì mình có cắt đơn hàng cho khách và quay cho mọi người xem phần phôi luôn. Bên trong rất là sáng mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.